Xin chào các bạn. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy lại cái tài khoản Facebook của mình vì chúng ta đã quên mất mật khẩu để đăng nhập vào Facebook. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn ở trên điện thoại. Thì chúng ta sẽ vào cái trình duyệt Safari hoặc là Google Chrome. Ở đây tôi sẽ đăng nhập vào Google Chrome. Thì tại đây, chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ là m.facebook.com. Đây, chúng ta sẽ truy cập vào cái trang đầu tiên hiển thị ra đây. Thì tiếp theo tại cái màn hình này, chúng ta sẽ bấm vào quên mật khẩu. Ở đây chúng ta sẽ nhập cái số di động mà chúng ta dùng để đăng nhập vào Facebook. Như vậy trước đây nếu chúng ta đăng nhập Facebook bằng số di động thì chúng ta sẽ nhập để tìm kiếm cái tài khoản của mình. Còn nếu chúng ta đăng nhập bằng email thì chúng ta sẽ bấm vào tìm kiếm bằng email hoặc tên của bạn ở đây để tìm kiếm cái tài khoản của mình. Thì nếu chúng ta bấm vào tìm kiếm bằng email thì Facebook sẽ gửi cho chúng ta một cái mã để chúng ta lấy lại mật khẩu, nhập lại mật khẩu thông qua email của mình. Thì chúng ta phải vào email để lấy cái mã đó. Còn ở đây tôi sẽ bấm tìm kiếm bằng số điện thoại. Như vậy là Facebook đã tìm ra được cái tài khoản của chúng ta. Thì sau khi mà chúng ta thấy là đã đúng cái tài khoản của mình thì chúng ta sẽ bấm vào nhận mã. Như vậy là thông báo của Facebook là đã gửi chúng ta một cái mã thông qua email của mình. Như vậy nếu trên cái trang thông tin trên Facebook của mình mà đã cập nhật email thì chúng ta sẽ bấm tiếp để làm các bước tiếp theo. Còn nếu trên Facebook của mình mà chưa nhập email, chưa cập nhật email thì chúng ta sẽ bấm vào không còn truy cập được nữa ở đây. Đó, như vậy nếu bấm vào không còn truy cập được nữa thì nó sẽ sang cái màn hình như thế này. Thì tại cái màn hình này chúng ta sẽ nhập một cái số điện thoại mới, tức là số điện thoại mà chưa được đăng ký ở trên Facebook, hoặc là nhập một cái địa chỉ email mới và cái địa chỉ email đó cũng chưa được đăng ký trên Facebook thì mới được nhé các bạn. Như vậy tôi sẽ quay lại cái bước trước, tức là trên tài khoản Facebook của tôi là đã cập nhật email. Cho nên tại màn hình này tôi sẽ bấm tiếp. Như vậy là Facebook thông báo là đã gửi cái mã đến cái địa chỉ email. Cái mã gồm 6 chữ số thì chúng ta sẽ mở email ra để lấy cái mã đó. Đó, thì như các bạn thấy là chúng ta nhận được một cái thư của Facebook với cái mã là 764882. Như vậy chúng ta sẽ quay lại cái màn hình của Facebook để nhập cái mã này vào. Sau khi nhập mã xong thì chúng ta bấm tiếp. Như vậy là tiếp theo là chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu mới để đăng nhập vào Facebook. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu là ít nhất có 6 ký tự. Và chúng ta nên nhập mật khẩu là có cả chữ số, chữ cái và chữ in hoa, chữ in thường. Tức là có nhiều dạng ký tự khác nhau để cho cái mật khẩu của mình nó được bảo mật tốt hơn. Như vậy sau khi nhập mật khẩu xong chúng ta bấm tiếp. Đó, thì như vậy là chúng ta sẽ vào lại được cái Facebook của mình. Như vậy là chúc các bạn sẽ thực hiện được thành công và lấy lại được tài khoản Facebook của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.